Ôi, thiệt mẹ làm ngã nhiên con. Ủa rồi sau đó vậy cái chia tay luôn hả? Không vô được khách sạn chia tay. Không, thì sau cái chuyện đó thì bạn gái cũng giận. Đúng rồi, ta đặt phòng hết trơn rồi. Không, thì ta đã bỏ lời nữa. Cảm thì nó cũng bắt đầu có rạn nứt đó chị. Vậy là này lỗi tại em chứ không phải tội bạn gái. Ủa vậy thì mắc mới gì em chủ động chia tay, người ta phải chủ động chia tay với em chứ. Thời gian sau thì em coi Facebook thì em thấy cổ cũng đi cũng nhiều quen người khác rồi. Coi như là coi như quen năm chưa có làm gì hết trơn, đó là lần hẹn vô khách sạn đầu tiên đó. Dạ. Trời ơi, ác nhân dễ sợ. Hẹn vô khách sạn đầu tiên con gái người ta đặt phòng rồi cũng không được nữa. Vậy rồi ngoài cái vô khách sạn chưa làm rồi có nắm tay hôn hít gì nhau lần nào chưa? Dạ thì hôn bạn gái chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Tại bạn người ta nghĩ cũng... ông BD người ta đi kiếm người khác đúng rồi ông ơi. Người ta nghĩ cũng... ông BD người ta đi kiếm người khác đúng rồi ông ơi. Không, tại vì bạn gái không có thích hôn, cũng không thích nắm tay. Chứ bạn gái thích gì? Thích vô thẳng khách sạn luôn chứ không hung nắm tay gì hết. Đúng vậy là cô này là cổ là rất khi là em mạnh mẽ cũng không được. Mà cổ có muốn tiến tới hôn nhân với em không? Cổ cũng có thả thính nhưng mà em đồng ý, nhưng mà xong rồi cổ nói là cổ đùa thôi. Hình như cổ đang nghi ngờ giới tính của em hay sao á, cổ đang thử đó. Chứ là phụ nữ người ta đã mở lời vậy rồi thì em thiệt tình luôn. Ủa mà nhờ rồi vậy cái mối tình đầu tiên hồi học sinh á là có làm cái gì không? Dạ không. Vậy là 32 năm còn nguyên đó hả? Dạ. Trời đất ơi, cho tôi hỏi là có thích con gái không? Dạ có. Vừa thí dụ bữa đó mà vô khách sạn rồi có làm gì được không? Dạ biết chứ chị, cái đó thì bản năng mình phải biết rồi. Ờ, có coi phim đúng không? Có. Về bên trái. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Rồi, chào em. Nhà Mỹ Hào, hồ xưa trang dụng chi. À, chính nhãn của sáng sử di suy. Cậu chị nghe rồi mà chị chưa hiểu. Em dịch giùm chị luôn đi. Dạ em chào chị Cát Tường. Và toàn thể mọi người và bạn gái bên kia. Em tên là Trương Vinh Tuấn, năm nay là em 32 tuổi. Tuấn người Hoa hả cưng? Dạ em người Hoa. Nhưng mà mình sinh ra ở đâu? Dạ em sinh ra ở Việt Nam luôn. Sinh Việt Nam luôn. Nhưng mà ở trong nhà thì có nói tiếng Hoa không? Dạ cũng ít nói lắm chị. Ít nói, hèn chi nói tiếng Hoa chậm. Rồi nói tiếng Việt rành không? Dạ tiếng Việt rành. Sao nói tiếng Việt cũng nghe chậm vậy? Tôi tưởng nói tiếng Hoa không rành, tiếng Việt không rõ luôn, chắc chết quá à. Dạ tại em run quá. Hít thở, có gì đâu mà run, gặp chị Tường dễ thương cũng chết run gì nè. Rồi chút xíu sẽ khai thác thêm về tình yêu đồ của mình nữa nha. Nhưng mà nào, em nói cụ thể công việc của em cho chị nghe coi em làm cái gì nè. Dạ em thì đang phụ kinh doanh trong gia đình, soạn những đơn hàng xong rồi đưa những cái đơn hàng đó đi gửi cho các nhà xe. Đơn hàng là hàng gì, cụ thể là cái gì chưa hiểu luôn nè. Em ở nhà em thì em kinh doanh bạc đạn phụ tùng ô tô chị. Rồi giờ mới hiểu đó, là mình soạn đồ ra rồi mình đi giao hàng để gửi hàng, đi ship hàng cho người ta đó phải không? Dạ ship hàng. Rồi nhà đông anh chị em không? Dạ nhà em thì có hai anh em, em là trai lớn, còn có một đứa em trai nhỏ nữa nhưng mà nó đi du lịch rồi. Đi du lịch? Đi du học. Đi du học mà ông dịch là đi thôi, nói ông là tiếng Việt không rành luôn nè. Đi du học là đi du lịch. Rồi hello em gái, em giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào chị, em chào anh trai bên kia. Em tên là Vũ Ngọc Mai Trâm. Hôm nay em 27 tuổi. Em là nghiệp là kiến trúc sư. Kiến trúc sư, wow. Nghề nghe men quá ha, mà không biết người thì cũng rất là nữ tính. Thế em làm công việc này lâu chưa? 3 năm rồi. Quê em ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê gốc em thì ở Hà Nam. Hà Nam. Hiện tại là mình đang sống với ai? Dạ em đang sống với mẹ em với em gái của em. Mẹ với em gái, bên đây hai anh em trai, bên đây hai chị em gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Còn điểm yếu thì em rất là hay quên với lại hơi bị khó tánh. Thế còn em? Ưu điểm là em biết sửa máy tính, không hút thuốc, không uống rượu. Biết làm tất cả công việc nhà. Giỏi vậy đó. Đúng rồi, hai cậu con trai mà con trai lớn phải làm chứ không làm ai làm. Đúng không? Làm công việc nhà cụ thể là em làm được những việc gì? Giống như là sửa điện nước thì em cũng làm được, nấu ăn thì cũng được, lau nhà, quét nhà, rửa chén cũng được. Trời ơi, xuất sắc luôn, ai lấy anh này về sướng muốn chết. Ủa nhưng mà mình làm việc nhà mình thì được nha, nhưng nếu lấy vợ về có chịu làm cho vợ không? Cái chuyện đó dĩ nhiên phải là chia sẻ với vợ rồi. Chia sẻ, cả hai ai rảnh lúc nào làm đó, đúng không? Còn yêu còn có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em hay quên với lại em hay nhút nhát. Nhút nhát.
Em ngặt với đó, em ngại giao tiếp xã hội. Lúc rảnh rỗi làm gì? Dạ lúc rảnh rỗi thì em ở nhà em xem phim, nghe nhạc với chơi game. Chơi game gì? Cũng nhiều lắm, như là đế chế hay là StarCraft. Rồi, nghe là tôi biết. Mấy cái anh mà ngồi cứ ôm máy không game thủ ở trên mạng là chém chém người ta đường mở miệng ra. Dạ. Đúng không? Bỏ bớt cái chơi game đi, dành cái thời gian gian đó người ta đi ra ngoài, ta tiếp xúc, ta giao du với bạn bè thì cái kỹ năng nói của mình càng ngày nó mới càng phát triển. Giờ có bạn gái gọi là dẹp game nha. Bây giờ dạ, cái cường độ chơi game của em ngày mấy tiếng? Dạ 1-2 tiếng. Thạo. Game thủ với đế chế mà ngày có 1-2 tiếng. Tại buổi sáng thì em làm 8 tiếng rồi, tới tối thì em chỉ 1-2 tiếng xong rồi đi nghỉ. Thôi bây giờ là một ngày làm việc nè, chiều tối là tắm rửa xong một cái là coi như là lên đèn là lo đi chơi với bạn gái, đi tìm hiểu cà phê, pháo, phim, đồ. Dạ đúng rồi. Còn mấy giờ ngủ? Dạ khoảng 10 giờ 10 rưỡi. Sao nữa, làm gì chơi game mà 10 giờ 10 rưỡi mà ngủ? Dạ, giờ đó thôi chị. Chắc không? Có thích đêm thức khuya chơi cày game không? Không. Rồi, sức khỏe đảm bảo không? Dạ đảm bảo chị. Đảm bảo phải không? Nói chuyện thì có thể là yếu yếu nhưng mà sức khỏe là phải men lên nha. Dạ. Rồi, thích gái không? Dạ thích gái, có tập gym mà chị. Có tập gym, đâu còng lên coi tôi coi thấy con chuột không? À, cẳng trẻo nhưng mà có chuột, có tập gym. Thế bên em, tình duyên thì như thế nào cưng? À, dạ em cũng có tìm hiểu nhiều người nhưng mà em chỉ có một mối tình thôi. À. Một mối tình chính thức thì em quen được khoảng 2 năm, em chia tay cũng được khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay vậy cưng? Dạ thì lúc đầu thì tiếp xúc thì thấy hợp nhưng mà sau dần dần khi mà đi sâu vô thì bắt đầu thấy cái quan điểm sống, cái cách sống của hai người không còn hợp nữa. Cụ thể thì anh đó nghĩ như thế nào, em nghĩ như thế nào mà nó không hợp? Dạ thì bạn đó thì cái lúc mà quen nhau thì em thường người là bận rộn quá, còn bạn thì rất rảnh, bạn muốn lúc nào cũng phải tương tác nhiều, còn em thì tương tác hơi bị ít. Rồi. Rồi về bạn nó cũng có những cái sở thích, nói chung là tuổi nó chưa có chín chắn lắm. Bạn nó bao nhiêu tuổi? Dạ hơn em 1 tuổi. Hơn em 1 tuổi rồi cũng lớn rồi, không chín chắn gì nữa. Nhưng mà cách đây 2 năm thì cũng còn trẻ. Rồi. Chứ không phải là không có đối tượng thứ ba đúng không? Dạ không. Có một mối tình đó thôi hả? Có râu ria, có cái gì nó thoáng qua, ai đeo đuổi hay là thích ai nữa không? Dạ cũng có chị. Đâu kể chị nghe coi cho nó phong phú xíu nè. Thì cũng có vài người làm việc quen này nọ rồi qua bạn bè cũng giới thiệu cũng có. Nhưng mà em cảm thấy là không có hợp. Có người thì bị quá là kiểm soát em trong cái mối quan hệ quá. Em cũng cảm thấy không thích tại kiểm vì soát ai... là kiểm soát sao cưng? Thí dụ như là đi đâu, nhắn tin sao không trả lời. Rồi ngày nào cũng gọi điện. Thì người ta quan tâm em, người ta mới dạy. Nhưng mà cái đó nó quá, nó quan tâm quá. Tại vì em thấy ai cũng có một cuộc sống riêng, cũng nên dành cho nhau một khoảng thời gian riêng. Có nghĩa là cái style của em là thích yêu thương, chăm sóc, quan tâm, nhưng cũng phải có những cái không gian riêng. Dạ, đúng để rồi. Làm theo những cái sở thích riêng của mình, hoặc là gia đình, hoặc là bạn bè, hoặc là công việc. Đúng không? Ý em là vậy gì? Rồi, em suy nghĩ như thế nào về cái quan điểm của cổ? Em thấy vậy cũng tốt. Tại vì mỗi người cũng có công việc riêng á. Cho nên là có không gian để mà mình chơi game nữa chứ. Đúng không? Không, game thì em cũng ít chơi, em chỉ xem phim thôi. Xem phim thôi. Rồi, thế bây giờ tình trường của em sao? Dạ, em thì có hai mối tình. Một mối tình thời trung học. Một mối tình thì cách đây, chia tay cách đây được 1 năm. Cái mối tình mới cách đây chia tay 1 năm đó là mối tình có quen được bao lâu? Dạ, mối tình đó thì quen được 1 năm. Quen được 1 năm. Tại sao chia tay? Tại vì yêu xa với lại cảm thấy là không có còn hợp với nhau nữa. Xa là ở đâu? Cổ ở đâu? Em ở đâu mà xa? Cổ thì ở Quảng Bình, thuê nhà ở trong đây. Cổ thì thường xuyên là đi công tác đó. Khoảng 1 tháng thì gặp có 1 lần thôi. Ở thì cổ vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh mà do là công việc cổ đi hoài, rồi không có gặp nhau được nhiều. Ai là người chủ động chia tay? Dạ em. Tại sao vậy? Tao người ta phụ nữ người ta không chủ động mà em lại chủ động chia tay. Có một lần á là bạn gái mời em đi khách sạn. Lúc mà chuẩn bị đi á thì mẹ gọi về nhà. Ai mẹ ai gọi? Mẹ em. Mà em có định đi khách sạn không? Dạ cũng có, em với bạn gái cũng có chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị tức là không tức là chuẩn bị đặt đi. Phòng. À chuẩn bị đặt phòng vô khách sạn hết rồi. Dạ. Mà bạn gái rủ.
Dạ. Bạn gái nói sao? Thì bạn ấy nói là hôm nay muốn đi khách sạn để thay đổi không khí. Không khí khách sạn đã lắm. Đúng rồi. Thì tự nhiên mẹ gọi vô ác nhân vậy trời. Thì mẹ gọi thì em nói là em đang có việc quan trọng cho nên khoảng 2 tiếng nữa hãy gọi lại. Xong rồi mẹ cứ giống như là gọi liên tục á, thì em nghĩ là ở nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cho nên em cũng hoang mang quay về nhà sớm. Trời ơi, rồi cuối cùng mẹ gọi làm gì? Dạ, gọi về gửi hàng. Trời ơi, thiệt mẹ làm ngãn nhiên con. Ủa, sau đó vậy cái chia tay luôn hả? Không vô được khách sạn chia tay? Không, thì sau cái chuyện đó thì bạn gái cũng giận. Đúng rồi, cái đặt phòng hết trơn rồi. Xong rồi, thì nó bỏ lời nữa. Cảm thì nó cũng bắt đầu có rạn nứt đó chị. Vậy là này lỗi tại em chứ không phải tội bạn gái. Ủa vậy thì mắc mớ gì em chủ động chia tay, người ta phải chủ động chia tay với em chứ. Thời gian sau thì em thấy, em coi Facebook thì em thấy cổ cũng đi cũng nhiều quen người khác rồi. Coi như là coi như quen năm chưa có làm gì hết trơn, đó là lần hẹn vô khách sạn đầu tiên đó hả? Dạ. Trời ơi, ác nhân dễ sợ. Hẹn vô khách sạn đầu tiên con gái người ta đặt phòng rồi cũng không được nữa. Vậy rồi ngoài cái vô khách sạn chưa làm rồi có nắm tay hôn hít gì nhau lần nào chưa? Dạ thì hôn bạn gái chưa? Dạ chưa. Trời ơi, tại người ta nghĩ ông BD người ta đi kiếm người khác đúng rồi ông ơi. Người ta nghĩ ông BD người ta đi kiếm người khác đúng rồi ông ơi. Không, tại vì bạn gái không có thích hung, cũng không thích nắm tay. Chứ bạn gái thích gì? Thích vô thẳng khách sạn luôn chứ không hung nắm tay gì hết. Đúng vậy là cô này là cổ là rất khi là em năn nỉ cũng không được. Mà cổ có muốn tiến tới hôn nhân với em không? Cổ cũng có thả thính nhưng mà em đồng ý, nhưng mà xong rồi cổ nói là cổ đùa thôi. Hình như cổ đang nghi ngờ giới tính của em hay sao á, cổ đang thử đó. Chứ là phụ nữ người ta đã mở lời vậy rồi, thiệt em thiệt tình luôn. Ủa mà nhờ rồi vậy cái mối tình đầu tiên hồi học sinh á là có làm cái gì không? Dạ không. Vậy là 32 năm còn nguyên đó hả? Dạ. Trời đất ơi, cho tôi hỏi là có thích con gái không? Dạ có. Vừa thí dụ bữa đó mà vô khách sạn rồi có làm gì được không? Dạ biết chứ chị, cái đó thì bản năng mình phải biết rồi. Là có coi phim đúng không? Có chút định nghiên cứu rồi chị. Trời ơi, 32 tuổi còn nguyên. Sao em nghe câu chuyện ảnh kể em thấy sao? Chia tay được không em? Em cô bạn gái đó là em chia tay hay là em chờ ảnh? Còn riêng là ngược đúng ha, giờ em thấy sao? Em thấy ảnh rất là thật thà. Nhưng mà em có ngại không? Em thấy vui hay em thấy ngại, lo ngại, hoang mang? Em thấy vui thôi. Vui hả? Em thấy ảnh rất là thật thà. Nhưng mà rồi em có sợ rồi tới phiên em cũng vậy, ảnh cũng không biết gì hết trơn á, rồi sao? Không biết thì mình cùng tìm hiểu thôi chị. Không biết thì cùng tìm hiểu nha. Ok, bây giờ tìm hiểu trước tiên, ta tìm hiểu cái mặt nhau trước rồi nè. Nhìn thử coi có ảnh trong này nè, nhìn coi thấy có anh nào mình có cảm tình không. Trời ơi, đây, kiếm thử coi trong mấy cô này chọn cô nào. Coi như bây giờ làm lại từ đầu nè. Mối tình kia cũng chưa mà ngăn gì được, coi như xé nháp bỏ. Giờ mối tình này mối tình đầu đó. Mối tình này là chủ động rủ người ta vô khách sạn, chứ đừng có đợi người ta rủ rồi quỷ kèo nha cha. Thích cô nào chỉ đi. Đoán cô này. Tại sao lại cô đó? Kiến trúc thì cũng dễ nhiều quá. Dễ nhiều thì sao? Chắc là có, chắc là cô này. Tại sao dễ nhiều là cô này? Cô này cái mặt cổ làm gì có dễ nhiều gì chồng? Ấy cũng linh cảm á chị. Linh cảm chứ tự nhiên em nói kiến trúc thì cô mặt cô đó. Rồi bên đây sao anh nào? Em nghĩ là anh này, tại vì em nghe giọng ảnh rất là hiền, thì trong ba anh này thì em cảm giác như là anh nhìn mặt mà biết giọng ta hiền luôn, hay quá. Hai người đoán hay ghê. Xin mời hai bạn nhìn vào cửa trái tim để xem cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha. Mời hai bạn nhìn nhau. Kiểm tra lại lần nữa coi đúng không? Không đúng. Em đúng không? Không đúng. Hai người trớt quớt hết trơn, không ai đúng hết trơn á. Thôi, mình chưa hiểu nhau, mình chưa có cái cảm xúc gì hết. Bây giờ nè, phải cố gắng nuôi dưỡng cảm xúc cho điện nó chạy nè. Mở cánh cửa này ra anh nhìn thấy cổ cũng thấy sao? Dạ, thấy cũng dễ thương. Có chút xíu sao xuyến nào chưa? Dạ, có chút đỉnh. Có chút đỉnh. Thế em cảm nhận anh chàng còn jean này sao? Em thấy anh trẻ hơn so với tuổi. Trẻ hơn tối tuổi. Em 32, cân nhiêu? Em 27. 27, tuổi này hợp rồi đó, được rồi đó. Tiến tới hôn nhân được rồi đó, quyết liệt lên nha. Dạ. Để đừng để người ta nói mình bê nha. Mạnh mẽ lên nha.
Bây giờ Vũ Tường dành riêng cho hai bạn một không gian để chàng trai của chúng tôi có thể thể hiện sự nam tính của mình. Tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Ăn Kho. Nhưng trước tiên tôi thấy quà trên bàn chưa tặng cho nhau. Anh có quà tặng em. Con nó con gì vậy? Dạ con khủng long con. Trời ơi tặng một con quái thú nữa. Tại sao tặng cây cho người ta rồi? Lý do gì món quà này có ý nghĩa gì? Dạ tại vì sen đá là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Với lại khi mà trong cuộc sống thì nó gặp khó khăn á, nó đều mình vừa vượt qua được. Em mong là anh trong cuộc sống cái gì cũng có thể vượt qua được như cây sen đá. Tôi nghĩ đầu tư cho anh này ổn đó. Những người mà 32 tuổi mà còn trong trắng trinh nguyên như vậy, ta yêu ai người ta sẽ yêu rất là son sắc. Người đầu cũng là người cuối, thì nói vậy đúng không em? Tình đầu như tình cuối đúng không? Dạ. Cao trọn cả đời cho cô ấy thôi đúng không? Dạ. Chắc không? Hy vọng là vậy. Chứ đừng bây giờ chưa biết gì mốt lấy vợ về rồi đi tìm hiểu tùm lum chết luôn á. À. Tại sao tặng cái con quái thú đó cho cổ vậy? Tại em thấy nó dễ thương, nhỏ nhỏ mua khủng long vậy. Dạ em thấy nó lạ lạ. Là em thích gu lạ phải không? Dạ. Mời hai bạn thưởng thức món ăn này có tên gọi là nuôi ý xào với thịt gà, cà chua khô, cá mắm ô liu. Một món ăn rất là ngon của nhà hàng Ăn Kho nha. Rồi nhưng mà nhớ nha, vừa ăn mà phải vừa tâm sự với nhau. Chứ đừng đói quá ăn không, không nói chuyện có mấy phút tôi quay lại rồi đó. Tự tin lên nha không? Rồi chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Mở cửa ra anh thấy em sao ạ? Anh thấy em dễ thương. Anh nhìn em có cá tính không? Cũng có một chút. Mọi người hay thấy em cá tính lắm. Công việc của em thì khi nào có thời gian rảnh? Em thì rảnh buổi tối với cuối tuần. Mà nói chung là nếu mà hẹn trước thì em vẫn rất phép được. Nhà anh ở quận nhất à? Nhà anh thì ở quận nhất. Em cũng mới làm gần đó. Em cũng là quận nhất luôn. Nhà em thì ở đâu? Nhà em ở Tân Bình anh. Tân Bình. Nhưng mà làm gần quận nhất. Dạ em làm quận nhất gần ngay khu khu Giang. Nhà anh cũng gần ngay chỗ đó. Thí dụ như mà quen nhau đó thì trong cái chuyện tình á, nếu mà có những lúc mà em mà cư xử mà hơi bị vô lý á, không có đúng á, nhưng mà lúc đó thì anh sẽ xử lý tình huống nó như thế nào? Thì anh sẽ nhượng bộ, xong rồi khi nào mình cảm thấy bình tĩnh hơn thì mình mới nói lại thôi. Nếu mà mình tiến tới nhau thì em có ngại chuyện làm dâu không? Em không ngại chuyện làm dâu ạ. Nhưng mà em tại vì nhà hiện tại là chỉ có mẹ em với em gái của em thôi nên em anh có ngại nếu mà em hay về thăm nhà ngoại không? Chuyện đó thì bình thường không sao. Mình con cái thì làm tròn hiếu đạo là tốt thôi. Anh cũng thích mấy người kính trên nhường dưới. Mà anh không có hút thuốc cũng không uống rượu hay? Đúng rồi. Người giờ kiếm hơi khó. Hầu như em thấy bạn nam nào cũng sẽ một dông hai cái thôi. Anh thì ngửi thấy mùi thuốc rồi em là anh bỏ chạy rồi. Vậy anh thích uống trà không? Có, anh thích trà sữa. Em cũng thích uống trà. Nhà anh thì uống trà nhiều lắm. Tại nhà anh nhiều hoa không? Mẹ em cũng hút hoa nữa. Em thường nghe nói là những người chơi game thường có tư duy rất là tốt. Dạ, yeah, cảm ơn em. Em cũng rất là muốn chơi một cái game gì đó dễ dễ. Chắc sau này nhờ anh chỉ giùm em. Cái đó thì anh luôn luôn sẵn lòng. Ví dụ như mà quen nhau lâu á thì thường người ta cũng sẽ có những cái phút mà gọi là như say nắng, hoặc là những cái phút mà cái chuyện tình yêu mình nó sẽ bị nhạt á. Thì những lúc đó thì anh sẽ xử lý thích như thế nào? Anh thì cũng thích đi du lịch á. Thì nếu mà mình cảm thấy nhạt quá thì mình tổ chức đi du lịch chung. Anh đi được những đâu trên Việt Nam rồi? Việt Nam thì anh đi được Nha Trang với lại Vũng Tàu. Còn nước ngoài thì anh đi được cũng nhiều nước rồi. Đi Thái Lan, Hồng Kông, Singapore. Em cũng rất là thích đi du lịch Việt Nam. Tại vì em thấy Việt Nam mình cảnh rất là đẹp. Em có hay đi du lịch không? Em thì sẽ cố gắng sắp xếp một năm em sẽ đi du lịch 2 chuyến với gia đình em và bạn của em. Rồi sau này nó có người yêu thì sẽ thêm chuyến thứ 3 nữa. Nhưng mà em thích đi Việt Nam hơn. Tại vì em thấy Việt Nam mình rất là nhiều cái cảnh đẹp rồi.
Rồi, hello, sao rồi? Sao đi du lịch nhiều nước quá vậy? Tiền đâu đi nhiều nước quá vậy? Mình có kinh doanh gì thêm ngoài cái chuyện làm riêng cho gia đình không? Dạ không có chị. Tại em uống ít xài tiền á. Em cho nên tiền có được em tích lũy không? Tích lũy làm gì? Em gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi. Nhưng mà giờ lãi ngân hàng cũng ít lắm. Hồi trước thì em cũng có đầu tư cổ phiếu. Ồ đó, phải có cái đầu óc kinh doanh như vậy mới được. Nhưng mà dạo này nó lỗ quá. Sao kỳ vậy? Tại dịch Covid cho nên nó cứ lúc lên lúc xuống, lên xuống nhưng mà nó không có lên nổi. Nhưng mà giờ có vốn lấy vợ không? Dạ có chị. Ổn định không? Dạ ổn định. Rồi, mai mốt đưa vợ đi du lịch chung với nha. Dạ, chuyện đó là tất nhiên rồi. Bởi vì mấy ông này chắc lắm, đâu có đi chơi gì đâu, tốn tiền. Có tiền, có của đi du lịch, được rồi, vui rồi. Rồi bây giờ nghe ý kiến người thân, bữa nay hình như ở ngoài đi có hai chị phải không? Em đi với ai? Dạ, em đi với lại mẹ của em. Mẹ của em, hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với lại bạn thân của em. Rồi, bây giờ mình sẽ mời gia đình hai bạn vô đây mình để mình trò chuyện một xíu nha. Dạ, em mời gia đình của hai nhà trai, nhà gái vào đây ạ. Đầu tiên là con chào hai cô trước, chào bác chưa? Dạ, con chào bác. Chào chưa? Chào bác. Rồi bây giờ chào xong rồi để tôi hỏi cái vụ mẹ bên đây trước. Mẹ lúc đó mẹ gọi điện thoại chi, cuộc điện thoại quan nghiệt về làm gì mà nhỏ hơn con mất bạn gái luôn vậy mẹ? Tại cái vụ đó mình không có biết, chứ mình biết là mình không có gọi. Tại vì giấu kỹ quá à. Tới hồi xong rồi về mới nói mình mới biết. Nhưng mà bữa nay lên chương trình cũng đâu có cho biết thôi. Tới giờ tới ngày hẹn mới báo là mới biết thôi chứ không có biết. Dạ. Rồi còn mình thì dạ chào cô. Dạ, thế bây giờ cô mong muốn là ngày hôm nay cô nhìn thấy anh chàng này cũng nghe câu chuyện của anh nãy giờ. Thì không biết là về phía mình là biết đâu sau này đây con rể tương lai sao. Thế thì cô có cái ý kiến gì hay cô muốn hỏi ảnh gì không ạ? Thiệt ra thì khi mà ngồi dưới bác cũng ngồi kế bên em. Bác cũng nói, ui nhìn bạn này là giống như ba con Trâm ngày xưa nè. Ủa vậy hả? Ý là cũng cái tính tình thiệt thà rồi cho rất là chân thành và lo cho gia đình. Thì chơi với bạn cũng một thời gian rồi em cũng hiểu được tính nó. Tuy là nhìn cũng hơi cá tính xíu thôi nhưng mà thiệt ra cũng là một cái kiểu phụ nữ gia đình cũng rất là biết chăm lo vuông vén và hiểu được ý tứ trong nhà, chăm sóc mọi người. Rồi thế còn cô sao ạ? Cô nhìn em gái này thì cô có nhận xét gì không ạ? Thấy cháu dễ thương. Dạ. Với lại cũng có công việc làm cũng ổn định. Đức cũng có hiếu với cha mẹ là ok rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn gia đình nha. Cảm ơn gia đình hai bên ạ. Để cho đôi trẻ có thêm động lực. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Gia đình hai bên thấy có vẻ hợp và chịu rồi đó. Giờ còn phần còn lại hai em nè. Giờ chơi chút cho nó vui nè. Bóc đi, mỗi người bóc lá. Bạn xử lý như thế nào khi bắt gặp người yêu hiện tại đang cùng một người khác giới đi mua sắm tại trung tâm thương mại hoặc ăn uống cùng nhau? Rồi, em đọc câu hỏi của em rồi. Hãy nắm tay bạn nữ và xin phép bạn gái cùng mẹ bạn gái được hôn lên má bạn gái, nêu cảm xúc. Trời ơi, giờ bạn nào trả lời trước? Em làm trước cho nó lên tinh thần của nhà trai, nhà gái, khen quá. Nhớ phải xin phép nha. Dạ, con xin phép cô được hôn bạn Trâm một cái. Rồi, sao cô gật đầu chưa? Cô gật đầu chưa? Cũng làm lẹ ghê ta. Trời ơi trời, không nhát hồi nào đâu. Nó đâu có nhát. Sau khi hôn em một cái thì anh cảm thấy em rất là thơm. Em rất là thơm. Rất là thơm, trời ơi tinh ghê. Mà trong lòng anh có gì không? Xa xuyến gì không? Dạ, cũng... trong lòng anh thì có chút rung động. Rồi, tới phiền em trả lời câu hỏi đó đi. Nếu mà em gặp người yêu hiện tại mình đang đi cùng một người khác giới đi tại trung tâm mua sắm thì em sẽ im lặng và bỏ qua. Tại vì em thấy nó là một nơi rất là đông người, mình không nên làm chuyện gì ở đó. Tại vì đôi khi em đó chỉ là những người bạn khác giới thôi. Thì mình sẽ im lặng và mình sẽ về mình. Nếu mà mình cảm giác nghi ngờ hoặc là khó chịu thì mình sẽ nói, mình sẽ hỏi một cách bình tĩnh chứ không có phải là kiếm chuyện hay là vậy. Sao lúc đó em không tới em hỏi thăm ngay lúc đó luôn? Em thấy là nếu mà tới lúc đó thì mình cũng không biết. Nhiều khi lúc đó tâm tính mình nó sẽ không có được tốt á. Mình sẽ xử lý không có tiện như vậy thì là sẽ là mất mặt bạn trai. Vậy đó, về cảm thấy không ổn thì mới hỏi. Yeah. Còn cảm thấy đó quan sát lúc đó nhìn thấy bình thường thì thôi. Yeah. Đúng không? Từ tốn và điềm đạm đó mới là lý thuyết thôi, còn không biết cái lúc gặp nhau thật sự vậy hai bạn xử lý sao. Chúc hai bạn gặp nhiều may mắn cho những lần sau nha. À, nhiều khi lúc đó trời ơi máu ghen nó nổi lên, nó phừng phừng nhào vô ở đó mà đứng núp một bên. Rồi nói cho vui vậy thôi. Ngay nãy giờ đến với chương trình ngày hôm nay thì bây giờ quan trọng là cảm xúc thôi.
nếu mình cảm thấy có sự rung động. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút, đồng ý hẹn hò, bấm nút mạnh, không đồng ý cô Quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hay quá, tôi biết ngay mà. Biểu đèn rồi, về đứng một bên đi nè, qua đây. Thay mặt chương trình gửi cho em món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Thay mặt chương trình, đây, đừng có đi chơi game nữa, đi coi phim liền. Rạp chiếu phim Cinepop 212 Lý Chính Thắng, Tường chương trình tài trợ cho cặp vé lẫn những lần sau tự mua nha. Rồi, chúc hai bạn sớm báo tin vui cho chương trình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Ngày hôm nay rất là vui đúng không quý vị? Một cặp đôi rất đặc biệt, và hy vọng rằng họ là một nửa của nhau.